Kính chào quý vị và các bạn. Hà Nội và nhiều nơi khác trên cả nước dự báo tiếp tục có mưa dông nhiệt về chiều tối và đêm. Còn ở Trung Bộ, thời tiết khô nóng sẽ còn duy trì thêm 2 ngày nữa. Những ngày cuối cũng là những ngày nóng nhất đợt ở miền Trung. Lúc 13 giờ trưa nay thì nhiều nơi ở phía Bắc miền Trung, nhiệt độ đã tăng từ 1 cho đến 2 độ so với cùng thời điểm vào ngày hôm qua. Trời nắng nóng gay gắt 37 đến 39 độ. Mức nhiệt cao dự báo sẽ còn duy trì trong 2 ngày tới ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 36 đến 38 độ và có nơi trên 38 độ. Thời gian nóng nhất trong ngày là từ 11 đến 17 giờ. Ở Bắc Bộ, dự báo ngày mai cũng có nhiều điểm nắng nóng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Mức nhiệt cao nhất là từ 35 đến 37 độ. Ngày nóng thế nhưng cứ đến chiều tối và đêm thì lại xuất hiện mưa dông nhiệt. Chiều tối nay thì mưa đã xảy ra ở Hòa Bình và Hà Nội. Và đến đêm thì mưa sẽ lan ra nhiều nơi. Có nơi mưa to trên 60mm, sẽ đi kèm lốc, sét và gió rất mạnh. Dự báo từ chiều mai thì ở Bắc Bộ sẽ có xu hướng mưa với lượng lớn hơn, bắt đầu ở khu vực vùng núi. 3 ngày tiếp theo thì mưa sẽ lan rộng ra toàn miền. Có nơi mưa trên 200mm cả đợt, có thể gây ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Ngoài miền Bắc thì khu vực Tây Nguyên và một số nơi ở Nam Bộ cũng sẽ có mưa dông nhiệt về chiều tối. Cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, sẽ đi kèm lốc xoáy và gió rất mạnh. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10km, gió khoảng cấp 4. Còn huyện đảo Trường Sa có mưa dông rải rác, đề phòng lốc xoáy và gió rất mạnh. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.